chào tất cả mọi người. Hôm nay mình tiếp tục ra miếng vườn nhỏ của mình để mình thu hoạch một số rau củ nha mọi người. Ở bên này mình muốn ăn rau Việt Nam, chẳng hạn như rau mùng tơi á, thì mình phải tự trồng thôi. Chứ ở đây nó không có bán. Chẳng hạn như vậy đó. Thôi mình không dài dòng nữa nha, mình mời mọi người cùng đi thu hoạch rau quả với mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ hái cái đám rau mùng tơi của mình nè các bạn. Trời ơi, hôm nay ra dài thòn rồi. Thôi mình cắt để cho nó ra tược nè. Úp, đó, giờ nó ra dài thòn luôn. Cây này sao nó bị dập rồi nè. Cắt luôn đi. Đó, mình nấu canh cua là hết ý đó nha. Đó, mình cắt tới đây đi. Cái này còn nhỏ. Thôi mình cắt luôn. Cái này mình hái lá đi. Cắt luôn đi. Úp. Oh man, ta ai cắt luôn cái đọt nó, cái tược nó luôn rồi. Không thấy được. Mệt ghê luôn, hôm mới có ra trời nóng quá mà ra có chút xíu mà nóng ghê. Mình cũng cắt đứt nó ngay đi. Cho nó lên tường. Nhắc nó đi. Wow, lá to quá trời luôn. Hôm nay mình không có rảnh để cắt luôn á các bạn. Giờ nó ra dệt hồn luôn. Chừng luôn á, này lá sâu này lâu lắm rồi nè. Đây là hồi lúc mà nó cho nó èo ột á, bên này cho hôm mình lụm ra mình bỏ nó về nát luôn nè. Cắt vòng quanh mà hôm mắt mình cắt về cho nó lên tuột các bạn. Cắt đây nè. Wow, nhiều thế, nát lá luôn. Nên bỏ luôn, không có hái luôn. Rồi. Rồi đi ra bên đây con. Ra ngoài đây. Rồi đây mình cũng ra dài quá trời luôn rồi nè. Coi nè. Nãy mình coi, giờ mình cắt luôn. Đây. Mình để lâu quá nó cứng nha các bạn. Mình á để dây này cho nó leo chơi, khỏi được không hái. Mình chỉ hái chừa cho một cái dây leo chơi. Giống ở Việt Nam mình á, hồi xưa á, nguyên cái vàng mùng tơi trước nhà, sau nhà chứ. Wow. Lá này to quá ha. Cho nè. Qua đây con. Ráng chịu rồi. Hai ai chấm măng hái. Đây này. Này đi cắt. Chờ đâm tược lên quá trời nhìn. Giờ mình cắt. Nóng quá con, mẹ không biết cái nước. Quá trình đi ơi. Trời to luôn, cái lá nhưng mà bự dễ sợ luôn. Cái này quá ha. Nó hồi mình nấu canh cua. Trần ở trong đó nó nóng, nó ra. Ừ, cái chậu này tốt ghê luôn. Không mấy chậu kia vẫn không còi cối, mà này tốt ơi là tốt nha. Wow, là mong mình cắt cái này, nó lên từ. Này, nhấn cái đây được.
Này nó cũng lên rồi nè. Nó đu lên đó. Nó đu lên vậy là nó già lắm rồi. Mấy cây đó nó già. Thơm quá chừng luôn á. Xong rồi. Để mong qua cắt cái cây này luôn nè. Rồi bắt. Nó già. Cái này chỉ có mới thôi, còn mới kia nó chưa lên đó ba bà. Nó mới vừa ấy thôi. Mấy chậu kia còn nhỏ, nó đang phát triển. Thôi đủ rồi. Bây giờ mình qua mình thu hoạch luôn mấy cái trái bí ngồi. Rồi đó. Vô bấm vào thôi. Được rồi. Hái luôn hai trái nha. Cái đẹp cái lớn, hai trái của không ra ngược mà. Hai khác luôn. Hai khác luôn. Được hai trái luôn. Rồi. Hôm nay trồng bí ngồi ít nhất, dễ thương quá không? Trái bên kia chưa đâu. Bên kia nó đợi cho nó lớn. Bây giờ mình hái cà luôn. Tại vì cà bữa hổm mình hái rồi, bây giờ nó ra tiếp đó các bạn. Này chín mùi quá, hôm nay đâu có rảnh trái này hái luôn không? Trái này tên đừng, chưa. Trái tên nhỏ đó, nó cũng nứt rồi. À, trái này hổm mưa đó, mới bị đẹp ha. Ở đây thấy không nè. Còn. Quá trời trái luôn á, này luôn ha. Quá chừng trái luôn các bạn. Đây nè, quay dưới gốc nó có trái nè. Nè. Sát nha. Quay trúng cái cây đó làm sao thấy. Đó. Sát đất nè. Ồ, ôi chùm này nè. Đó. Bây giờ mình qua bên đây đi. Ở trước mặt này làm luôn đi. Cái này còn sống mà. Lát nhập đây nè. Ừ. Dĩ nhiên rồi. Đó. Cái này nhỏ quá ha. Nhỏ mà nó bị đẹp quá. Nông quá đẹp. Cái này sao nhỏ xíu giống cà. Đây luôn nè. Trời ơi, nó nứt hết rồi. Thấy không? Đá nó vô ăn liền. Ngọt. Ở đây cũng có được mấy trái. Thấy được. Ơ, cái này cà nó tiếu rồi ta. Giống. Cái chùm. Không, cái này tại mình không có nhấc cái nhánh phụ. Không nói bà ba không chịu ha. Đó. Cái này luôn không ta? Lấy luôn. Cái đất nó chưa chín mà. Lỡ vô trong nó chín. Cái lỡ nó. Đây là những cái trái dài dài nè. Thấy không? Đâu không? Này. Cái này nó có rải rác nha. Ra đây hái luôn cái này đi. Chờ bạn đi. Xong chưa? Mình cắt này nè. Wow, cái này có một chùm luôn thấy không? Này nè, ở trên đây nè, quay lên. Đó, ở đây nè, giờ cũng còn có trái nè, nó lại như nè. Trái còn nhiều. Đây nè. Wow, chưa mà. Mình mong cái người hàng xóm hỏi hồi xa hỏi má mân chứ ở bên đây có cà ăn chưa, nó nói ăn hôm nay 2 tuần rồi. Ổng đi nhà của ổng chưa có gì chín gì hết á. Bà thấy kia rồi, bây giờ mình cắt vài cọng rau dấp cá, dấp cá mình kêu là dấp cá không à các bạn. Ở Việt Nam mình kêu là nó sâu xuống vậy nè. Mình kêu là rau dấp cá chứ đâu phải rau dấp cá, mà mình cứ kêu sâu xuống vậy luôn. Sâu xuống ừ. Đây nó ra bông hoa này ra vậy nè, ngày sau nè. Đẹp quá ha. Hái vài cọng thôi chứ đâu hái hết nè. Nếu nào ra hái tiếp. Tại vì ngày mai mình có chị bạn lên chơi đó, mà mình cắt rau này vô để ăn bánh xèo. Ngồi vô đây rồi cắt tiếp đi. Cắt đầu chua. Cắt luôn hả? Cắt đầu chua này. Cắt cò dây. Lượn qua bên đây.
giật ha. Thôi chờ để giục cái này cái đó bà. Không có làm măng hôm nay không có ra là nó vậy. Mình hái luôn cái vài lá rau chua, rau này ăn bánh xèo là thôi, ăn cái gì cũng ngon, bánh tráng cá ha. Cuốn bánh tráng cuốn cá ha. Ồ nè. Rút hết con lá lớn còn lá nhỏ đỡ lại con. Lá này hư rồi. Bỏ đây. Bỏ mình hơi dọn dẹp. Hôm nay mình không có rảnh ra để hái đó. Hát. Hái cho nó lên cái khác chứ. Cho cái lên lá khác, lọt khác, lọt khác á. Nấu mấy lần không đúng cái nào hết. Mày ăn cái gì cũng ngon rồi. Ngon chua chua ngon quá rồi. Ở Việt Nam có lá gì? Lá cóc. Ồ. À, lá thằng cua gì đó. Lên. Mấy mình nhổ là nó lên rồi. Mấy không nhổ. Để có măng nhổ lần nào cũng lên cả đống á. Và cái hình tưới chỗ này không vậy? Có. Rồi nè, tôi nhỏ rồi. Không làm sạch sẽ để nó mới lên. Nhìn qua chỗ khác. Mình cắt thêm lá quế nữa các bạn. Để ăn bánh xèo. Cắt sâu xuống. Vậy, thôi vậy được. Sâu xuống tới đâu. Quá trời. Rồi làm tiếp nữa. Màu với sợ bữa hái mớ quá cỡ. Hết rồi. Bữa nào vẫn đi ra thu hoạch tiếp. Cho nó nhảy con lên chứ mình để về nó không có nhảy rồi. Quá trời luôn. Mới cắt một chút xíu thôi á. À, qua kia đâu ra đi đừng cắt thì cắt cho nó ngắn bớt qua. Quá trời quá đất đây tôi tí tô nè đó. Ôi cái gì mà thấy ghê vậy, giống cắt cho nó ngắn bớt. Ấp. Gì thế ghê vậy ta. Ồ, con nè. Đó, hôm nay mình thu hoạch này các bạn, đây là đó, tí tô. Đây là rau mồng tơi ha, được mới rau mồng tơi. Rồi đây là rau thơm ha, rau húng quế. Rồi rau hiếp chíp cá. Rồi này rau chua ha. Rồi đây mình được mấy trái cà nữa nè. Đó. Đến đây mình xin kết thúc video nha mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye.